thời tiết những ngày cuối năm mát mát ha. Và đặc biệt ở đây anh chị, ở đây nó gần hồ, gần hồ, cây xanh nhiều nên sáng ngủ dậy là phải màu ấm rồi đó. Anh chị xem khung cảnh rất là bình yên luôn ha. Bên phía nhà hàng xóm họ đang bật nhạc Noel nữa cơ, bà thánh ca buồn. Đấy, đấy chị xem nè, khung cảnh rất là bình yên đúng không? Đó, một khu vườn nhỏ xinh, chỉ hơn 1.000 m² thôi, nhưng mà nằm ở một cái vị trí phải nói rất là đẹp nha anh chị, ngay trung tâm thị trấn luôn. Trong vòng một cây số là anh chị có tất cả các tiện ích luôn. Cái này phù hợp để anh chị mình cuối tuần ha, từ thành phố về đây khoảng tầm 75 cây số, là mình sẽ có được không gian nghỉ ngơi rất là thoải mái luôn ha. Với tầm giá chỉ hơn 2 tỷ thôi ha, hơn 2 tỷ là chị sẽ có một khu vườn ngang trung tâm thị trấn, có thổ cư, đường ô tô, khu dân cư gần hồ, và có một khu vườn đã được setup rất là gọi là bài bản rồi. Đây là một khu vườn gọi là nghỉ dưỡng của một anh ở gần đây thôi ha, nhưng hiện tại là công việc quá khó khăn đấy, nên là đang nợ khá là nhiều ha, nên bắt buộc phải bán lại tâm huyết này đó. Thì nói chung là chị em vẫn đang mọi thứ vẫn đang rất sạch sẽ, tại vì người ta vẫn vào đây thường xuyên đấy, nên là chị mình mua về thì gần như là không phải làm gì thêm ha. Có làm đó, nhưng mà lát nữa mình sẽ nói sau. Ok, bây giờ mình sẽ quay thật chi tiết nha. Anh chị đang quan tâm thì xem mình review và trực tiếp liên hệ qua mình để được hỗ trợ tham quan và gặp chủ đàm phán giá nha. Đấy. Mình đang có mặt ở ngoài đường ha, ở ngay mặt tiền chính của mình nè anh chị. Ở đằng trước có một cái cục đá đây, dòng chữ thư pháp Mộc Thạch ha, Mộc Thạch, không hiểu cái từ này là có ý nghĩa gì. Đây thì đây chính là cái đường trước đất mình ha, đường bê tông. Đường này ô tô vào thoải mái ha. Thì bây giờ là mình sẽ nói những thông tin cơ bản và báo giá luôn để anh chị mình đỡ mất thời gian xem ha. Ở đây địa chỉ chính xác là thuộc thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì Kim Long vẫn là xã, nhưng mà mình nói nhiều rồi ha, Kim Long thì vài bữa thôi là sẽ là thị trấn, tại vì đã có quyết định rồi. Và chính vì chuẩn bị là thị trấn nên là hiện tại là Kim Long đang phát triển về hạ tầng giao thông rất là mạnh luôn. Mình cũng đã từng quay rồi ha, nếu anh chị mình có theo dõi kênh mình thì chắc là không có xa lạ gì đối với Kim Long ha. Thì ở đây nè anh chị, đường bê tông này nè, mình đi chỉ khoảng tầm 150 m ha, là mình sẽ ra trục đường nhựa lớn. Cái đường nhựa lớn đó nếu mà rẽ trái là ra ngay hồ Quảng Thành, hay còn gọi là hồ Tầm Bó. Hồ này mình cũng đã quay rồi ha, rất là gần hồ. Còn quay phải ha, quay phải đi không tới một cây số là sẽ ra ngay quốc lộ 56, thì ngày đó chính là trung tâm của Kim Long luôn, có trung tâm thương mại, ngân hàng, trường học, nhà thờ, tất cả mọi thứ luôn. Và trước khi ra quốc lộ 56 thì sẽ ra trường học ha. Mình cách trường học cấp 2 ha, trường cũng mới xây thôi, trường rất là lớn nha anh chị, chỉ khoảng tầm 500 m thôi ha. Nói chung là trong vòng bán kính một cây số mình nói rồi ha, đầy đủ hết tất cả các tiện ích của thị trấn. Đây là cái vị trí này rất là đẹp ha, xung quanh là dân cư ha, xung quanh là dân cư đó. Cái đường này thì mình nói luôn nha, hiện tại đường cục ha, đường cục đi vào thì còn khoảng tầm 6-7 hộ dân nữa thôi, nên là hiện tại khu này nó cũng an ninh ha, nó cũng an ninh và khá là yên tĩnh ha. Đấy, đây hàng xóm xung quanh mình nè, hiện tại là ở đây có nước máy rồi ha, có nước máy, chưa có đèn đường, nhưng mà bên phía chủ họ cũng lắp sẵn đèn năng lượng mặt trời luôn rồi. Nói chung là một khu vườn khá là chỉnh chu ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về thông tin cái nhà vườn mình và mình báo giá luôn nha. Cái nhà vườn mình quay ngày hôm nay á, nó có tổng diện tích là 1.030 m² ha, tức là xuất soát là hơn một sào chút xíu ha, hơn một sào xíu, và đã có sẵn 100 m thổ cư ha, 100 m thổ cư. Quy hoạch là đất ở đô thị ha, Phú Hồng. Nên là anh chị muốn lên nữa thì mình đăng ký thêm, nhưng mình nghĩ là 100 thổ cư là cũng khá là ok rồi đó. Hơn 1.000 m² này là sẽ bám thêm mặt tiền đường bê tông này là được 15.7 m ha, gần 16 m, dài xuống là khoảng tầm 66 m. Nói chung là đất này thì rất là vuông,
và quan trọng là chủ họ đã xây tường rất kiên cố ha. Đó, tường mặt trước thì là xây gạch thẻ, nhìn rất là kiểu mộc xưa ha. Đó, cái nhà vườn này thì theo cái xu hướng là kiểu xưa ha, kiểu nhà vườn xưa. À, nên nhìn nó rất là thư thái ha, cộng với là cái thảm cỏ nhung anh chị. À, nhìn thấy rất là đẹp ha. À, đặc biệt là tường nữa anh chị. Tường xây thì cao ráo rồi ha. Tường này xây cũng phải tầm 2 m. À, và quan trọng nữa là có thêm cái cục sắt chờ nè. Anh chị có thể làm thêm vậy như là kẽm gai hay gì cho nó an ninh hơn nữa. Đó, đó tùy ý anh chị ha. Đó, trong đất mình thì có đèn năng lượng mặt trời nhiều, cộng thêm những cái đèn trang trí kiểu như là cà phê sân vườn đó anh chị. Đó. Rồi thì bây giờ báo giá luôn nha, trước khi mà vào quay chi tiết và nói lên những cái ưu và khuyết điểm của khu vườn này. Hiện tại á, do là đang cần bán gấp nên là chủ đang kêu bán với giá khá thiện chí ha, chỉ là 2,5 tỷ thôi. Đó, 2,5 tỷ và cái giá này vẫn còn thương lượng ha. Đó, còn thương lượng cho nên theo mình nghĩ á, là chỉ tầm nhỉnh hơn 2 tỷ chút xíu thôi là chủ sẽ bán đó. Còn dưới 2 tỷ thì chắc là chưa, tại vì khi mình đến đây á, thì chủ cũng mới chia sẻ là nhà vườn này đã có người trả 1,9 tỷ nhưng mà anh chưa bán được, tại vì cái giá thấp quá. Tại vì đất mình là thuộc thị trấn mà đã đầu tư, đã làm nhiều thứ khá tâm huyết rồi, bây giờ mà bán dưới 2 tỷ thì khó cho anh chủ quá. Nên chủ nói là 2,5 tỷ có thương lượng nhưng mà phải nhỉnh 2 tỷ chút xíu ha, chứ còn mà dưới 2 tỷ là anh chị không bán. Đó, thì hiện tại như vậy, còn trong tương lai trong 5-6 tháng nữa thì không biết, nhưng mà hiện tại là giá 2,5 tỷ này là thương lượng, phải trên 2 tỷ mới bán nha. Đó, thì mình nghĩ là chỉ nhỉnh 2 tỷ chút xíu thôi là bán. Đó, rồi thì giá cả là mình có chia sẻ cho anh chị rõ ràng như vậy ha, thì anh chị mình cứ thấy phù hợp thì mình xem tiếp và gọi điện cho mình để mà hỗ trợ đi xem cái khu vườn này ha. Thật sự là mình nói luôn đó là ở thời điểm này ha, là mình có được những cái bông sản mà nó đẹp như thế này mà cái giá nó khá phải chăng ha. Thật ra là hơn 2 tỷ thì thời điểm mà sốt á là khó mua đất lắm anh chị. Hơn 2 tỷ thời điểm sốt là mua đất ở Kim Long á, là mình chỉ mua đất nền thôi ha, mua đất nền mà nó cũng chưa có gì hết đâu. Còn mà để một khu vườn, theo mình thấy là đầu tư bài bản như thế này ha, từ cổng rào, từ nội ngoại thất cây kiển như thế này á, theo mình thấy nha, là chắc cũng phải tầm đâu đó là chắc cũng gần cả tỷ đó. Đó, chưa kể công sức nữa ha. Đó, còn lại là ở tiền đất. Đất thì hơn 1,000 m² mà có thổ cư ở Kim Long thì tầm 1 tỷ là cũng quá hợp lý chị ha. Đó, thời điểm sốt là đất mà có thổ cư mà 1,000 m² như vậy là ở Kim Long mà là không có rẻ đâu. Đó, thì cũng phải tầm mình nghĩ là thời điểm đó là 2 tỷ chắc mới mua được á. Đó, còn bây giờ thì 2 tỷ là mình vừa có đất mà vừa có nguyên khu vườn này thì là quá hợp lý rồi, đúng không? Đó. Rồi thì đó là cái chia sẻ mình thôi, anh chị mình cân nhắc đi coi là hơn 2 tỷ là nó có đáng như là để mua cái vườn này không ha. Còn nếu không đáng thì thôi mình tắt video đi. Còn nếu mà thôi mình còn thời gian á, mình dư thời gian thì thôi tham quan cái vườn mình ha, để mình phân tích kỹ về cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm ha. Cái vườn này có khuyết điểm nha, bây giờ mình sẽ nói rõ luôn nè. Thì nhìn chung là khu vườn mình nó quá đẹp đúng không? Nó quá đẹp, hầu như mình thấy ưu điểm không à? Nó đẹp từ bên trong nè, đường xá nè, dân cư nè, và đặc biệt là nó cái vị trí của nó gần trung tâm. Nhưng mà nó sẽ có hai cái khuyết điểm mà mình tới đây và mình thấy rõ luôn. Đó, thứ nhất là xa bên kia, đó cách mình khoảng tầm đâu đó là 50 m là có một cái ngôi nhà yến. Ha, thường là anh chị nghỉ dưỡng á, có nói chung là có những anh chị dễ không sao, nhưng mà có những anh chị thì họ sẽ hơi cảm thấy hơi phiền ha. Đặc biệt là những cái nhà yến họ bật quá lớn mà bật ngày đêm luôn. Còn những nhà yến này á, thì theo mình thấy á, thì khi mà bước vô cái vườn này á, mình thấy cái tiếng chim yến nó cũng tương đối là vừa phải ha, không quá ồn ha, không quá ồn. Do là đây khu dân cư đó anh chị, nên là họ cũng khá tế nhị. Và như anh chủ chia sẻ ở đây á, thì cái nhà yến này á, là nó chỉ bật vào những khung giờ gọi là như thế này ha. Nhưng bây giờ hiện tại là tầm 8, mình đang qua thời điểm này là mấy giờ ta? Gần 9 giờ sáng ha. Đó, tức là giờ này là giờ không phải giờ nghỉ ngơi. Đó, chỉ tầm từ 11, 12 giờ, 1 giờ trưa hoặc là từ chiều tối thì sẽ tắt ha. Đó, nên là cũng khá là nói chung là khuyết điểm này thì tạm chấp nhận được. Rồi, thêm một cái khuyết điểm thứ hai mình nói luôn nha, là mình có test trên cái app quy hoạch của Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện tại là cái đất của mình á sẽ có một con đường mở thêm ha. Đó. Và con đường này á, nó sẽ con đường lớn ha. Con đường này thì
theo mình có hỏi dân địa phương đây thì cũng đã lâu rồi mà cũng chưa thấy làm. Nhưng mà nếu làm á thì nó sẽ chỗ thẳng, đâm thẳng ra quốc lộ 6 ha. Và nó sẽ lấy đi của mình khoảng đâu đó là 1/2 đất ha. Khoảng gần 1/2 đất. Tức là nó sẽ lấy đi của mình khoảng tầm 500 mét vuông ha. 500 mét vuông. Nó sẽ lấy xéo xéo ha. Lấy xéo. Đây nó lấy nguyên góc xéo nè. Xéo góc đó đúng không? Xéo thải xéo xéo xéo. Xéo qua cái xuống cái góc kia. Ha. Tức là một nửa bên đây thì bị gọi trong quy hoạch mở đường. Nhưng mà thật ra là thường thường mà mở đường á, thì không mở, tức là khi mà nó dễ cho đi hoạch á thì nó dễ là 100%, nhưng mà nó làm á, thì thường nó chỉ, nếu mà nó làm nha thì nó chỉ làm phải tầm 50% thôi. Đó thì anh chị mình chắc chắn là nếu mà đầu tư bất động sản thì sẽ biết ha. Thường thường là mấy ông vẽ rồi, mấy ông vẽ tao cũng nhiều hơn á. Đó. Thì nhưng mà nói chung quy là mình đang miêu tả cho anh chị thấy là cái vẽ của nó là nó sẽ vẽ cắt đi khoảng 50% mình ha. Đó. Thì không biết đã làm như thế nào, nhưng mà quy hoạch thì nó trên cái app thì nó có như vậy, còn sau này nó thay đổi không thì mình không biết ha. Thì bây giờ mình chủ hoặc bán thì cứ bán theo hiện trạng là như vậy ha. Đó, nhưng mà cũng nói thêm nha anh chị, hiện tại là đất ở thị trấn ha, đất đô thị nên là cái giá định bù cũng cao nha anh chị. Đặc biệt đất mình là thuộc quy hoạch đất ở nên là khi mà nó trường hợp mà nó quy hoạch á thì chắc chắn là sẽ cái giá sẽ định bù sẽ cao. Và khi đó thì tất nhiên đất mình nó không vuông nữa ha, nó sẽ không vuông đẹp nữa. Nó sẽ dạng như là cái hình tam giác, nhưng mà nó bù lại là mình sẽ có hai mặt tiền, tức là thêm một mặt tiền đường lớn nữa ha, đường lớn luôn nha anh chị, đường chính luôn á. Thì nói chung là được cái này mất cái kia. Khi có đường rồi thì đất chắc chắn là nó sẽ không đẹp đất mình nữa. Chắc là đối đó mình phải còn dời ha, dời nhà qua đây ha, qua đây. Thì tương lai xa thì không biết, nhưng mà mình cứ tính trước đi ha. Đó, ok. Thì cái phần quy hoạch lát nữa mình sẽ mời anh chị xem trên cái app sẽ rõ ràng hơn ha. Còn nói miệng thì có thể là nhiều anh chị sẽ khó hình dung đó. Mình sẽ coi trên app sau ha. Đó, hồi bây giờ đó thì đó là hai khuyết điểm mình ha. Đó là mình gần cái ngôi nhà yến. Thì đó anh chị nghe đi. Nó cũng riu ha. Riu. Và những giờ nghỉ ngơi thì nó sẽ tắt. Đó thôi. Chấp nhận được cái tạo chấp nhận ha. Còn cái quy hoạch thì chả biết khi nào. Ok, thì bây giờ là mình đang trong cái khu vườn mình ha. Đó. Thì bước vô khu vườn mình chị thấy rồi. Đó. Tiểu cảnh mọi thứ tất cả đều rất là đẹp rồi ha. Cổng nẻo nè, cửa cổng là cửa kéo ha, xe này xe ô tô. Ở đây thì ô tô đậu thoải mái ha. Ở giữa mình là có một con đường bê tông. Đó, đường bê tông hai bên là tiểu cảnh ha, thảm cỏ. Đó. Vừa vô thì bên phía tay phải mình đây là một cái tiểu cảnh hòn hồ cá coi ha. Thiết kế dạng như là dòng thác. Đó. Đỉnh trên kia ha. Chạy xuống luân phiên vậy đó chị ha. Đây là những chú cá coi nè. Đấy. Rồi tường ha, tường thì anh chủ họ cũng rất là chỉnh chu luôn nè. Họ nhờ sơn thủ công ha. Vẽ thủ công lên những cái tiểu cảnh làng sen nè. Nhìn cũng khá là thi vị ha. Ở đây mình có cây khế ha, có cây khế. Đấy. Nói chung là cái đèn năng lượng này là mình thấy là khắp vườn luôn nha anh chị. Nên là mỗi buổi tối là nó tự động sáng rực luôn. Ở đây thì xài nó giếng khoan, điện wifi đầy đủ hết. Còn nước máy thì có luôn rồi anh chị ha. Nên là mọi thứ đều ok. Bên đây thì có một cái cây sứ ha. Cây sứ này mà không biết cây sứ màu gì ha, màu trắng màu hồng không biết. Màu trắng ha, cây sứ trắng. Sứ trắng. Này có một cái chuồng mù câu nè. Nói chung là tiểu cảnh là hai bên là đắp cao lên gì, nhấp nhô. Đây mình có một cái xích đu này thì chắc cũng cũ, hơi cũ rồi ha. Này mình về mình sơ là màu trắng ha, sẽ khá đẹp đó. Cái bàn, cái giếng này là cái giếng giả gì ha, làm cảnh quan thôi chứ còn không phải giếng đâu. Mình có thể là làm những chậu bông đây ha. Nhìn khá là hay chị ha, nhìn khá là đẹp. Rồi những cái cửa sổ lá sách nè. Khu vườn này là của gia đình, tại vì anh chủ thì anh ở gần đây ha, chung mà chủ thì cũng ở ngay Kim Long thôi. Thì đây là khu vườn của gia đình để mà gọi là vào đây chơi thiết đóng bạn bè.
nên là làm cũng khá chỉnh chu đó anh chị. Nhưng mà bây giờ là cũng nợ quá rồi. Hiện tại là mình nói luôn nha, cái sổ nè của cái đất này á là đang cầm ngân hàng là 1,5 tỷ nha anh chị. Đó thì bây giờ là cũng gánh lãi cũng đuối quá rồi, nên là bắt buộc phải bán ha. Đây nguyên một cái nhà mát ha, một cái nhà mát khá là rộng anh chị. Đó, và nhà vệ sinh. Nói chung là mình nói luôn nha, cái giá mà 2,5 tỷ chủ bán đó là họ để lại gần như là tất cả mọi thứ hiện trạng nha. Chỉ có hai thứ này là mình cũng nói luôn nha, đó là hai cái đồ kỷ niệm thôi. Đó, đây chung là đáng giá bao nhiêu đâu, là bộ ghế này nè, ghế kiểu như là ghế cái cổ nè, đó, bàn ghế cổ này với cái phản này nè ha, là hai cái này là của gia đình kỷ niệm nên là chủ họ xếp giữ lại ha, chứ không họ không phải đáng giá nhiều đâu, nhưng mà họ này đồ cái đồ gia đình, còn lại là họ để lại hết nha anh chị. Đó đây đó, trang trí nè hay không, bật hai lá cửa, cái cửa qua là vẽ nè, nhìn như quán cà phê vậy anh chị. Đó. Cái nhà mát này theo mình nhìn sơ sơ thì bề ngang của nó khoảng tầm 6m ha. Đó, khoảng tầm 6m. Và dài thì khoảng tầm 12m á, nói chung là rộng anh chị. Rộng đó. Cái này thậm chí là anh chị có thể là làm vách kiến á, mình làm phòng ở, phòng ngủ được luôn ha. Đó. Tại vì mình cũng nói luôn là cái nhà, cái khu vườn này á, là để chơi thôi, nên là chủ họ không làm phòng ngủ ha, chỉ có cái nhà mát bự này nè, rồi bếp nè, bếp thì để đây luôn ha. Đó, rồi nhà vệ sinh thì nhà tắm, nhà sinh chia làm hai bên đó, không có phòng ngủ nha anh chị. Cái này nếu anh chị mình thích á, mình về mình làm thêm một cái dạng như là cái nhà lắp ghép á, nhà lắp ghép hay là nhà gỗ gì đó, hay nhà sàn cái gì để mình ngắm view luôn ha, gì đó tùy đó. Còn hiện tại là chưa có phòng ngủ riêng biệt nha anh chị. Ồ góc cái góc bông giấy đẹp ghê á. Rồi đây anh chị, góc cây xanh ha, góc cây xanh này phải nói là siêu khủng luôn anh chị. Một cái tay mình thôi là chỉ có được một góc nhỏ đây thôi nha anh chị, cái này là phải hả mấy người ôm mới hết được cái góc này nè. Ngay chính diện luôn. Còn dưới đây ha, dưới đây là nguyên một cái khu vườn cây ăn trái đó, lắp bét tưới tự động hết nha. Cái vườn này là mình chỉ cần vô là bật nước lên ha, là nó chảy, nó tự nó tưới hết nha anh chị đó, mọi thứ đều tự động hết nên là cũng khá là nhàn, trồng cũng đầy đủ cây ăn trái đó. Cái chất đất ở đây là đất đỏ nha anh chị ha, đất này rất là màu mỡ đó. Không gian nhà vệ sinh là đây có trồng, tranh thủ trồng rau luôn nè, trồng cũng khá nhiều rau đó, mấy cái rau rau sống anh chị. Đó, bồn nước nè, đầy đủ hết. Artiso đỏ hay còn gọi là bột bột giấm anh chị. Cái này thì cái lá để nó còn chua, còn cái trái á, mình làm siro. Đây cái giếng khoan nè, làm cái trụ, cái này đến để cho cây dì leo nè, cái hoa dì leo nè, rồi hành long nè, dừa. Trồng dừa khá nhiều ha. Anh chủ thích dừa. Nhưng mình thấy dừa trồng thì nó hơi dày đó. Này vú sữa nè. Đấy. Sầu riêng. Samuche. Nói chung là trồng tùm lum hết á. Trời. Cái cây măng cục này nó hơi hơi bị thiếu sống ha. Thiếu sống rồi. Rồi cái ổi ha, cái ổi. Đấy. Vuông vức đẹp, tường kiên cố hết rồi ha. Đó, tường là có đều có sắt chờ hết nè. Mình có thể là làm xây cao thêm hay là mình làm thêm những cái kẽm gai hay gì đó ha. Mít nè. Đấy, mê chưa? Nói chung là cái này để cuối tuần về ha, về chơi là rất hợp lý luôn. Bây giờ là cao tốc này nọ rồi, chưa kể là cái cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chuẩn bị đang xây dựng nữa ha. Đó, nên là về đây rất là tiện. Sáng đi chiều về thoải mái. Đấy, làm thêm một cái ngôi nhà, cái nhà dạng như bungalow hay là nhà lắp ghép hay gì đó để lắp máy lạnh á.
Tại nhiều anh chị ở Sài Gòn mà nhiều khi quen ở máy lạnh rồi đó, thì mình lắp thêm cái nhà đó mình làm thêm máy lạnh nữa đó, là ở nghỉ dưỡng đúng bài luôn ha. Còn chỗ này thôi để ăn nhậu ha, ăn nhậu chơi bời gì đó rồi sáng dậy. À nãy giờ mình quên nói nha, cái đất mình là hướng chính đông nha anh chị, hướng chính đông đó, hướng mặt trời mọc, hướng cũng rất là đẹp đó. Thế nãy quên nói cái này cái gì ta, cái này là gòi cây lá vối, cây lá vối nha anh chị đó, mà chủ họ họ kiếm đồ gốc to ghê luôn nè đó, gốc to ghê luôn á. Cây lá vối này là uống thay như uống trà vậy gì nha, mình ngắt lá non á mình nấu uống là nghe đâu là nó thanh lọc cơ thể nè, và đặc biệt là những ai mà bị mất ngủ á là mình nấu lá vối mình uống nè đó, rất là tốt đó. Tính ra cái vườn này cũng khá đầy đủ cây trái nha anh chị, cây trái rau này nọ đó, hoa kiển mọi thứ. Ô cây lựu, quên cây lựu có trái nè anh chị, có trái. Nè chị Hương ghê chưa. Đó, đó. Cái này là nhà anh chị nào mà ở Sài Gòn mà có con nít á, cuối tuần mình trở về đây chơi cho nó trải nghiệm ha, trải nghiệm cuộc sống nè. Nuôi thêm vài chú bồ câu nữa cho nó bay gọi là trong vườn á, rất dễ thương. Rồi nói chung là cái vườn mình thì nó cũng nhỏ thôi, nó chỉ có hơn 1.000 m² à, nhưng mà mình thấy là rất dễ thương đó. Giá là mình sẽ báo lại là 2.5 tỷ ha, giá có thương lượng. Anh chị thiện chí thì cứ alo mình xuống đây để mà gặp trực tiếp chủ mình đàm phán giá ha. Còn bây giờ nè, bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem trên livecam ha. Nói chung mà xem trên livecam là thấy rõ hết khu vườn mình rồi, vị trí đất mình rồi đó. Và sau đó là mình sẽ dẫn chị, tức là mình sẽ cho anh chị xem sổ nè, quy hoạch ha. Thì nãy mình có nói về cái chuyện mà mở đường đó, thì chị nhớ xem luôn cái phần quy hoạch nha, rồi cuối cùng là cái vị trí ha, anh chị nhớ xem đó. Nói chung là một khu vườn đáng mua ha. Rồi bây giờ là mình sẽ quay toàn cảnh cho anh chị hình dung được cái toàn bộ trên cao ha. Đây là cận cảnh khu vườn của mình nhìn ở trên cao đó, mình đang bay ở tốc độ ở một cái độ cao vừa phải để anh chị ngắm cho chi tiết cái khu vườn mình ha. Đó, xây tường bao kiên cố hết rồi, chỉ là mọi thứ đã quá rõ ràng rồi ha. Đây hàng xóm dân cư xung quanh. Nói chung ở đây mặc dù là trung tâm, gần trung tâm của thị trấn, nhưng mà cái mảng xanh còn nhiều, đặc biệt là ngay hồ đó, nên là cái khí hậu đây nó rất là mát mẻ vậy nha. Đây, từ cái đường bê tông mình chạy ra khoảng tầm 150 m đó, trước mặt anh chị chính là trục đường nhựa ha. Ra đây thì cũng đông dân cư đó. Nếu mà rẽ trái thì sẽ hướng vào hồ, còn đây mình rẽ phải đi không đầy một cây số là sẽ ra ngay quốc lộ 56, là ra ngay trung tâm thương mại Kim Long. Đây anh chị thấy bên tay trái mình có một đường mới mở nè, ở chung hiện tại Kim Long đang mở đường rất là nhiều đó, một đường rất là lớn ha. Đường đó là sẽ ra ở trường học đó, nhìn bên góc trái chị chính là cái trường học ha, trường học này mới xây luôn ha, trường cấp 2 Kim Long, trường rất là lớn nha anh chị. Đây anh chị nhìn đường nè, đó đường rất là to ha. Đấy, còn cái đường nhỏ này đi thẳng luôn là sẽ ra quốc lộ 56 ha, còn không anh chị phải đi đường to ở bên trường học cũng ra quốc lộ 56 luôn. Để trước mặt mình chính là trung tâm thương mại Kim Long ha, khu đông đúc ở ngoài đó anh chị. Rồi bây giờ là từ ngoài ha, ở ngoài quốc lộ đi vô đó, đây cái đường vô trường học nè, còn đâu đi thẳng, mình đang quay vô lại cái nhà mình ha. Đây đó, giờ thấy cái nhà vườn mình chưa, cái mái ngói màu cam cam á, nhìn cũng khá nổi bật ha. Đó, đường đi thẳng xuống chính là hồ chị ha, hồ Quảng Thành hay còn hồ Tầm Bó. Chị thấy có những cái đồi view đồi nè, nhìn khá đẹp ha. Đây thì từ cái đường nhựa đây mình đụng đường bê tông, đường ô tô vào thoải mái ha, xe tải vào cũng được nha anh chị. Thì mình đi vào khoảng tầm 150 m đấy là sẽ vào tới nhà vườn mình. Đi sâu vô thì là đường cục, cũng còn vài nhà nữa kia, cũng có nhà nghỉ dưỡng kìa đó. Đây đấy, mời chị tham quan lại cái toàn bộ nhà vườn mình ha.
Rồi sau đó bây giờ là mình sẽ mời chị xem thông tin pháp lý nha. Đây. Rồi bây giờ là mình sẽ mời chị xem sổ ha. Đây. Địa chỉ là xã Kim Long. Là bây giờ chuẩn bị là thị trấn ha. Thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích chính xác là 1.029,7 m². Tức là 1030 ha. Có sẵn 100 mét thổ cư, còn lại là đất trồng cây. Đây là cái hình dáng đất mình anh chị ha, rất là vuông vức luôn. Đấy. Còn bây giờ là mình mời chị xem cái phần thông tin quy hoạch ha. Đây. Đất mình anh chị ha. Đó, thì chị thấy rõ ràng rồi đó. Trên cái áp quy hoạch này nó thể hiện con đường nó cắt xéo đất mình ha. Đó, lấy đi khoảng một nửa đất mình. Đấy. Đường này thì nó sẽ kết nối vào hồ ha, hồ Quảng Thành, đi thẳng ra ngoài quốc lộ ha, ra ngay trung tâm thương mại Kim Long. Đấy. Thì cái đường này thì không biết có làm hay không thì không thì nói chung là không biết ha, nhưng mà trên đi qua thì có. Đó, thì nếu mà trường hợp nó làm ha và nó lấy hết đúng như cái quy hoạch á thì mình sẽ mất đi một nửa ha, để một nửa. Đấy, thì đất mình sẽ lòi ra thành hai mặt tiền đường. Đặc biệt là cái mặt tiền đường siêu lớn này ha. Đó, thì được này mất kia. Đó. Nhưng mà theo kinh nghiệm mình thì nếu trường hợp mà có làm á thì nó cũng chỉ lấy đi ha một phần, tức là một nửa so với lại cái quy hoạch ha. Đó, tại vì nói chung là vậy đó. Ok, thì đây ha. Đó. Rõ ràng. Rồi cuối cùng thì mình sẽ nói sơ qua về cái vị trí ha. Cái vị trí thì quá dễ hình dung rồi ha. Ngay họ gần hồ, ngay trung tâm ha, gần trung tâm Kim Long. Đó, gần quốc lộ 6. Một cái vị trí rất là đẹp, như anh chị nhìn trên live cam thấy rõ đó. Đấy. Cho nên là sơ sơ là chị hình dung được rồi ha. Khu vực này mình đã quay nhiều rồi. Gần quốc lộ 56 thì mình sẽ có thể đi về Hồ Chí Minh bằng nhiều đường. Đi đường Mỹ Xuân Ngay Giao, đi đường Bầu Cạn, hoặc là đi đường cao tốc ha, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Tức là cao tốc này thì nên hơi vòng, nhưng mà trường hợp nếu anh chị mình đi quốc lộ 1 mà nó bị kẹt xe thì mình có thể đi thẳng cao tốc tới nút giao cao tốc, tức là nút giao quốc lộ 6 á, thì mình quẹo xuống đây cũng đi, nó sẽ đỡ kẹt xe ha, kẹt xe. Nhưng mà nó sẽ vòng hơn, xa hơn xíu đấy, nhưng mà tốc độ về cái khoảng thời gian đi thì mình nghĩ lại cũng như nhau. Đó. Rồi thì sơ sơ thì tại vì mình quay nhiều rồi nên mình không nói nhiều làm gì mất thời gian. Anh còn anh chị nào mà chưa biết thì cứ alo mình sẽ hướng dẫn nó chi tiết hơn ha. Đó. Thì anh chị nào thấy mà quan tâm đất này cứ alo mình ha, để được hỗ trợ đi xem nhà, cũng như là gặp trực tiếp chủ mình đàm phán thêm về giá nha. Ok, mình xin phép kết thúc video. Chào mọi người.